Xin chào toàn thể quý vị khán giả yêu quý nhá. Hôm nay anh em DVH lại có việc để làm đây các bạn. Đang lắp quả xúc kép và đang lắp thêm mấy cái bánh xe, nhìn cho nó ngầu, đỡ nhàm mắt. Xúc bình thường không có bánh xe chắc là các bác nhìn nhiều rồi. Xúc kép thùng JBL 728 lắp củ audio line các bác nhá, mới tinh luôn. Mới tinh luôn, vừa mới lắp xong chắc chưa có vết xước nào luôn. Dấu vân tay thì rất nhiều nhưng chưa có vết xước luôn. Đấy, Phong này, anh một người anh em huynh đệ mới đi làm cho DVH. Đấy, Phong đẹp dài, mỗi tội hơi đen này. Hiên đẹp dài, công ty toàn thằng đen. Anh Hiên này, em biết bây giờ anh Hiên có đồng đội rồi, bây giờ nhìn Hiên với cả Phong trông cũng không trắng hơn nhau mấy. Xúc kép JBL 728 và em lắp bánh xe ở phía sau các bác nhá. Đây là mặt chân của nó này. Khi chúng ta làm thì chúng ta đặt úp mặt này xuống đất. Chúng ta đặt úp cái mặt này xuống đất. Còn khi mà chúng ta di chuyển ngửa mặt lên rời và cho cái bánh xe này lắp xuống đất. Tí nữa thì em sẽ vật thử nó lên cho các bác xem nhá. Nói chung là các bác mà đi làm âm thanh sân khấu mà sự kiện to chắc chắn là nó sẽ dùng xúc kiểu này. Chỉ có các bác oánh đám cưới thì các bác mới hay lắp cái bánh xe xuống dưới chân luôn. Thì như vậy thì nó oánh nó sẽ bị trôi xúc và cái tiếng xúc nó oánh nó sẽ không được lực nhá. Nói chung là loa súp thì các bác đánh nhé. Các bác cứ đánh là cứ phải đặt nó nằm im xuống dưới đất, quánh nó sẽ lực nhất. Và dựng nghiêng cũng được, dựng nằm cũng được, nhưng cơ bản là bánh xe phải ở đằng sau. Và đây là em nó khoan nhá. Đây em khoan thủng luôn này. Các bác nhìn này, em khoan thủng và em bắt ốc là bắt hẳn vào bên trong nhá, chứ không phải là làm kiểu vớ vẩn đây. Đấy, người ta thò tay vào trong, tháo cái tay sách ra cũng rất đơn giản thôi, khoan thủng, tháo tay sách ra, bắt đai ốc ở đằng trong. Thì vận chuyển nó sẽ không bao giờ tụt được cái bánh xe này ra. Các bác mà lười các bác cứ lấy cái ốc vít gỗ các bác cứ bắn thẳng vào đây, đẩy được 3 hôm thì ốc đi đằng ốc, bánh đi đằng bánh luôn, tụt hết cả bánh luôn coi nhá. Xúc kép 728 JBL, thùng là thùng nhái mẫu của JBL 728 và củ là em đang lắp củ audio line. Các bác mà xem kênh của em nhiều chắc chả lạ gì cái củ ấy. Cái củ đít nó trắng trắng nhìn đẹp hết, con thấy công suất khỏe, màng chống nước nhìn khá là đẹp dai luôn. Đấy, một cặp súp anh em đang lắp cặp súp này. Thùng này đợt này được cái chất lượng sơn nhìn đẹp hết nha. Sơn của nó nhìn sần sần lại bóng bóng, nhìn khá là hay. Khá là hay ho luôn. Đấy, bây giờ cho anh em nó lắp xong thì em sẽ vần xuống, em sẽ đẩy thử cho các bác xem nhá. Bên anh Hiên xong chưa? Chưa. Lắp luôn đi để đẩy thử cho khán giả xem anh. Ông làm nốt chưa? Đấy bên này có bánh, làm luôn đi. Bánh gì nữa? Làm nốt cái bánh đi rồi đi dùng đồ. Đâu, con này thiếu cái gì? Con này cũng sao thiếu con bánh. Đây con này. Đã xong đâu, con bánh này đã có ốc đâu. Ông kia xong con bánh kia là xong. Con đấy làm xong con đấy đi để vật xuống để minh họa cái. Anh bạn em dưới kê lắm. Khó lắm. Bây giờ tôi có làm rồi, mày mới kê mà làm, tôi giỏi quá. Hai thanh niên da trắng này. Đội của DVH đợt này toàn anh em huynh đệ da đen. Nhìn chán quá trưởng. Da đen nữa sợ việc. Toàn thằng da đen. Nhưng mà hỏi thật. Mang loa trời test. Hỏi thật. Anh em. Hai anh em này. Da đen nhưng mà cái nó có to không? Không to. Đã đen này còn không to đấy, vứt rồi. Bình thường đen nó phải to ấy. Con này gì cho? Phong ơi, Phong Vinh đệ ơi, tôi hỏi thật nhé, bạn có hay sang chỗ kia không? Đó. Có hay đi chỗ như kia? Da đen thì đáng lý là nó phải to, nó phải khỏe. Có hay sang Kinh Nga không? Nhà đây bán loa đài này ngay gần nhà nghỉ, các bác nào mà đến mua loa là mệt có thể sang bên nhà nghỉ luôn nhé, phục vụ 24/24 luôn. Mua loa mà mệt quá có thể sang bên nhà nghỉ. Anh Linh rảnh quá, anh Linh bắn hộ em cái tay sách vào ấy, còn có khóa pin nữa kìa. Lắp cái đầu tôi viết rồi, bắn nốt con này vào, lật xuống gọn gàng. Loa đánh to quá đau đầu cũng sang nhà nghỉ. Bên nhà nghỉ này có cả mấy em xinh tươi đấy. Hỏa tiễn 340. Đợt vừa rồi có bác nào hỏi là DVH có bán loa hỏa tiễn không thì đây là câu trả lời nha. Loa thì loa gì chả bán, vấn đề là các bác có nhu cầu hay không, có mua hay không, cần cái gì em chả có. Hỏa tiễn 340, đồng bộ củ từ neo, tiếng rất là sáng và bay xa. Cái loại này mà lôi ra đồng và bánh thì chắc là nửa cánh đồng nghe rõ. Này có khả năng là nuôi đi trong ra đồng với chuột được. Là chuột chạy. Phát toàn tiếng rắn đâu.
Cho chuột nó sợ. Lôi loa ra đồng phát tiếng rắn kêu cho chuột nó sợ. Anh Linh bắn thì run rẩy đấy. Sao đây khu vực bắn... đầu này à, đâu, đầu này nhiều khứa nhỉ? Hay gặp khứa. Đấy. Dạo này anh Hiên đang bảo là dạo này đi làm hay được gặp khứa. Đấy các bác mà đi đây mua loa mà chán quá là có thể ngồi đây ngắm gái nhá. Được cái là đây gần bến xe buýt các bạn. Đây gần bến xe buýt luôn. Nên là các khứa rất là nhiều. Ở đây có tuyến 46 với cả 53 đi qua. Đây xe buýt này các bạn. Đấy, buổi chiều rất là nhiều gái luôn. Anh em công ty mà thỉnh thoảng chiều mà không có việc gì làm là toàn ra trước cửa ngồi ngắm gái thôi. Các em sinh tươi, các em đi học về. Con Linh rồi á? Con này bắn hơi cong rồi. Con này vừa nãy bị gãy ốc, em phải vít thêm. Lấy ông nấm đấy, hôm nay nhà mà con ông nấm ra đây. Tao thấy đâu thiếu một con này. Vừa đấy con này nó bị ai bị vít gãy mà. Thôi thôi, không vào nữa thôi, quá gãy ông. À xong chưa, đấy, anh em chuẩn bị lật con này lên để đẩy minh họa cái xem nào. Linh gì đấy nhỉ? Linh xôi. Linh gì đấy? Nhiều quá, nó không là gì cơ mà. Chắc Facebook nó là Linh xôi luôn. Nào lật đi anh em ơi. Lật anh Hiên này. Bên này có chăn, lật sang bên anh Linh này. Từ từ anh Linh này, bỏ cái này ra. Rồi lật sang bên anh Linh nhá. Bây giờ dê nó vào trong chăn một tí. Dê vào trong chăn lật ra. Không phải nó sẽ chăn đâu. Mà tao nhặt nước tao phải xóa rồi về họ đọc. Anh xoay cái đít nó ra đằng này xong anh vật nó ra ngoài này. Xoay nó ở trong chăn luôn xong vật ra đây. Vật bánh xe xuống. Để quay lắp bánh xe thì phải quay bánh xe. Sao anh Linh khó hiểu ấy nhỉ? Xoay nó ở trên chăn luôn, xoay nó ra đường em. Xoay chân thì. Anh Linh chắc học toán rốt. Huân ra đây cầm máy quay. Học toán rốt này. Đưa đây. Mấy thanh niên học toán rốt. Cái góc này nó ở trong chăn thì bây giờ các ông chỉ cần ông dê hai cái góc này ra đây. Xong chưa? Dễ chưa? Bây giờ đi làm. Nhưng mà bây giờ như thế này là bây giờ mỗi bây người giờ một đi làm đặt một chân vào đây, giữ một chân vào bánh xe. Bây giờ mỗi người kéo vào đây. Bây giờ mỗi người hiểu ý. Thế này. Thế này xong rồi nhẹ nhàng như là đẩy xe hàng ấy. Ừ. Bây giờ đấy, nhẹ nhàng. Ý nhưng mà phải đi đâu mới được. Mày... Đẩy vào chỗ làm, đẩy lên xe, đẩy đi đâu thì đẩy. Lắp bánh xe vào thôi. Thế này. Được. Bánh toàn bánh ngon, bánh tây đấy các bác. Đây là đấy loa nhà em lắp xong rồi, loa mới luôn. Mới luôn, còn chưa có vết xước luôn. Lưới phẳng phiu luôn, JBL 728 các bác nhá. Cặp này thì đang chào bán với mức giá là 14 triệu. 14 triệu chưa có bánh xe, còn các bác mà thích có thêm một combo bánh xe nữa thì các bác trả thêm cho em khoảng độ 800.000. 800.000 thì em sẽ lắp cho bác 8 cái bánh này. Nói thật là cái bánh này em mua không đến 100.000 một cái đâu, nhưng mà em vẫn phải tính các bác 100.000 một cái tại vì công lắp nữa. Anh em nó phải sáng nó phải làm được bát phở nó mới lắp được. Chứ không thì cho chúng nó hít khí trời mà lắp được bánh xe thì chết. Đấy loa này phẳng phiu đẹp luôn, 14 triệu nhá. Củ audio line rất là đẹp. Đấy, lưới phẳng phiu luôn. Mấy thanh niên kia tập trung đi, lại nghịch tí đây, mấy cái thằng vớ vẩn này. Ok nhá, các bác mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho DVS để được sở hữu những cái cặp súp gọi là khủng long con này nhá. Con này chỉ gọi là khủng long con thôi, không dám là khủng long to. Súp vớ vẩn, hàng gióng hàng dựng. Nhận được cái củ rất là ngon, củ audio line ngon hết, bánh xe này. Và con này hậu sâu cực kỳ luôn. Huân ơi, ra đặt găng tay vào đây cho khán giả xem. Đặt găng tay vào cái chiều sâu của nó. Chiều sâu. Đấy các bác, so sánh với găng tay của thằng này nhá. Con súp này là sâu 75 phân các bác. Súp sâu 75 luôn nhá, hậu 75. Nó oánh tiếng rất là lực và tiếng nó đi xa. Súp mà càng sâu oánh tiếng nó càng gầm gừ càng phê. Có những cái thằng mà súp mà thùng nó nông thì oánh nó không phê bằng đâu các bác nhá. Đẹp chưa? Ok, lưới nó phẳng phiu. Quá đẹp dai luôn. Đẹp dai luôn nhá. Úi giời ơi. Đẹp chưa? Mấy thanh niên này lắp lâu chứ. Lắp nhanh đi thôi mà.
Ok nhá, xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị khán giả quý và những clip sau. Xin chúc các bác có một ngày làm việc thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc. Còn các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho DVH qua hai số điện thoại ở trên cái tấm biển kia nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác, và đừng quên ấn cái nút like, phía dưới clip các bác đang xem để cập nhật các clip mới nhất từ kênh của DVH nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.